Báo cáo các bác là hôm nay em chia sẻ một cái điều nó mang tính chất là cũng khá là thực tế. Đấy, các bác đang nhìn đây là những chú chim của bên em. Đấy, em tách ra cái lồng này thì em để giữa rời luôn. Trên chỉ có mỗi tí bạt tre thôi. Còn ở dưới không có một cái gì che đậy cả. Con chim này là đang được đánh dấu và đang được nhốt tập thể khoảng 10 con, 5-6 đôi một ô. Vì sao lại như vậy? Thứ nhất là chúng ta khai thác nó đẻ rất là nhiều, ấp nuôi con rất là nhiều, nó kiệt quệ. Thì chúng ta phải mất một cái quá trình thời gian một năm, chúng ta sẽ cho một cái khoảng thời gian để cho nó nghỉ đẻ các bạn nhé. Chúng ta không khai thác cái gì mà khai thác mãi mãi được. Chúng ta cứ tưởng tượng ra là một người phụ nữ mà đẻ rất là nhiều lần đẻ thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng không ạ? Con chim cũng vậy thôi. Cái sức khỏe sinh sản và sức khỏe tổng thể nó rất quan trọng. Thì hôm nay là đồng chí Thao đang chia sẻ với các bạn là một cái cách mà chúng ta, một là chúng ta bảo dưỡng cái hệ thống, cái cỗ máy là sinh sản xuất cho chúng ta bao nhiêu tiền. Thì chúng ta đang để ra ngoài này, thứ nhất là nắng thì chúng ta sẽ tạo cái vitamin D để cho con chim nó bóng lông, trơn lông. Cái thứ hai là gió, là tất cả những cái màn mạt, những cái khuẩn ở trên cái ký sinh trùng ở trên cơ thể con chim sẽ được đuổi đi. Bởi vì chúng ta biết là những chỗ nào ẩm thấp thì màn mạt nó sẽ ở. Và khi chúng ta để ở đây thì chúng ta nên nhớ là, thì báo cáo với các bác là chúng ta làm như thế này. Chúng ta sẽ, quy trình đầu tiên là chúng ta sẽ tẩy giun cho nó. Quy trình thứ hai chúng ta sẽ hong nắng, hong gió để tổng hợp vitamin D và để đuổi cái ký sinh trùng giận màn mạt ở trên cơ thể nó. Thứ ba là chúng ta sẽ có cái thời gian để chúng ta cho nó ăn, bồi dưỡng, bồi bổ để cho nó phục hồi cái sức khỏe sinh sản. Đấy. Vì chính vì thế như những cái đôi như thế này là được đánh dấu. Đấy. Thì những cái đôi như này sau khi là nghỉ một thời gian thì mình sẽ cho vào để nó đẻ tiếp. Và nếu như mà nghỉ xong một thời gian mà như vậy thì nó sẽ có cái chất lượng cho mùa năm tới. Đấy. Và một đôi như này chúng ta cũng không nên khai thác quá 5 năm. Đấy. Không nên khai thác quá 5 năm. Bởi vì cái sức khỏe sinh sản của nó. Phụ nữ chúng ta quy định là từ bao nhiêu đến bao nhiêu, đúng không? Ví dụ như là từ 2 năm đến 30 thôi. Không thể hơn được. Đấy. Thế thì chúng ta cũng cân nhắc. Đấy. Thì cái video này mục đích của mình là mình muốn là đưa ra những cái mà bản thân mình có cái sự trải nghiệm chia sẻ lên kênh với những cái bác bậc tiền bối, những bác nuôi trang trại thì các bác có thể, với các bác nuôi trang trại các bác có thể bỏ qua, còn với những người mới nuôi và nuôi với số lượng ít thì các bạn có thể tham khảo. Với các bác nuôi nhiều thì em không dám múa rìu qua mắt thợ, mà các bác xem video của em nếu như cảm thấy không gì gì thì các bác. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.